Cho nên xin mượn cái hệ thống này xin kính chúc quý khán thính giả trên toàn thế giới một năm mới, năm Canh Tý 2020, năm hết sức là trọn, một con số hết sức là giá trị. Cho nên xin chúc mọi người, mọi nhà hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.